Ok, xin chào các bạn, mình là anh Giang Âm đây. Thì trong video này mình sẽ thử dán miếng dán cho cái đồng hồ của chiếc xe của mình là Vision R155. Đây là cái miếng dán mà mình mua ở shop AMB shop á, của anh Anywayman á. Đây. Thì bây giờ mình sẽ thử dán nha. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu khi mà mấy bạn mua miếng này là mình mua 180.000. Thì khi mấy bạn mua thì nó sẽ được đựng như vậy. Đó. Đựng như vậy. Thì trong đây nó chỉ có một miếng dán vậy thôi. Rồi hết rồi đó. 180.000. Trong dưới này nó có cái hướng dẫn mấy bạn sử dụng cái miếng này như thế nào nè. Bây giờ mình sẽ dán và thử coi nó ok không nha. Rồi, đầu tiên mấy bạn phải vệ sinh cái mặt kính cho nó sạch, không còn miếng bụi, để mấy bạn dán lên nó sẽ không có bị bong bóng. Rồi, giờ mình sẽ vệ sinh nha. Đó. Mấy bạn dùng khăn giấy hoặc là dĩa, mà dĩa kia là dĩa lau dành riêng cho xe á. Có mấy loại dĩa mà mấy bạn lau nó sẽ bị trầy kiến thì mấy bạn không nên dùng, mấy bạn sử dụng dĩa mà không bị trầy kiến á, còn không thì mấy bạn sử dụng khăn giấy cũng được. Đó, lau cho thiệt là sạch, lau mấy bạn chỉ cần mấy bạn vuốt qua thôi, mấy bạn đừng có chà như vậy. Thường á, mấy bạn chà như vậy á thì những cái hạt bụi á, hạt cát á, nó sẽ nhây cũng làm trầy cái mặt kính. Mấy bạn chỉ cần vuốt một lần, đổi mặt giấy là được rồi. Nếu mấy bạn muốn dán cái này, mấy bạn nên đi vô nhà mấy bạn dán nha. Thì mấy bạn dán ở ngoài á, đi đứng ngoài đường mấy bạn dán, đứng ngoài trời mấy bạn dán á, cát bụi bay vòng vòng mấy bạn dán cũng dính vô lại nữa. Rồi, đây là tới miếng dán này. Thì cái miếng dán này á, mấy bạn sử dụng nước mấy bạn dán nha. Mấy bạn không nên dán khô. Thì dán khô mấy bạn dán á, nó có bị lệch, bị sai gì á, mấy bạn khó sửa lắm. Với lại nó có một trường hợp nữa là nó bị bong bóng. Thường mấy bạn dán màn hình hay gì đó nó bị bong bóng trong cái á, cho nên là cái này mấy bạn sử dụng nước. Ở đây nó có hai mặt. Mặt 1 đó. Giờ mặt 2. Cái này nó bảo vệ hai mặt. Ở trong đây nữa, cái miếng này là nó 3 miếng trong đây nha. 3 miếng. Miếng thứ nhất, miếng thứ hai, miếng chính giữa là miếng mà các bạn phải xài đó. Rồi. Đó. Mặt thứ hai là cái mặt này, các bạn sẽ ốp như vậy. Rồi. Bây giờ xịt nước lên. Tháo miếng thứ nhất ra. Bạn đừng có nhúng tay vô cái phần keo ở trong này nha, cái phần mặt trong này nha. Dính vô là nó khó bị ố nè. Trời, cái này nó khô rồi. Các bạn phải làm cho cái này thiệt là ướt, các bạn mới dễ chỉnh sửa được. Chứ các bạn để nó khô là các bạn xin chỉnh sửa không được. Từ từ khoan đè nó xuống. Khoan đè xuống nha, mấy bạn chỉnh cho nó ngay lại. Này còn nước thì nó dễ chỉnh, chứ nó hết nước thì nó khó chỉnh lắm. Thank you.
Bây giờ sử dụng một cái card nha. Cái thẻ ATM của mấy bạn đó, cái thẻ thành viên gì đó. Các bạn vuốt cái này. Vuốt hết nước ra. Giờ mình tháo cái miếng thứ hai ra luôn. Đó. Giờ mấy bạn chà cho nó không có bong bóng trong cái phần nè. Trong này nè là ok. Rồi đã lấy nó khô. Chị tay vuốt hết nước trong cái này ra nha, vuốt hết nước trong cái kiến ra. À. Xong rồi. Đây. Rồi bằng GoPro chắc mấy bạn thấy không rõ. Ok. Thì video mình kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.